Em xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay em xin làm một cái video đó là đi theo em Hạnh và hỗ trợ em Hạnh hộ chủ nhà đặt cống các bác nhá. Thì cái xe của mình, ô tô này, này hiện tại thì mình vừa mới chở đất đổ ở phía đằng sau này thì nó cũng đã ok, nó cũng đã hết phần đất rồi. Thì lát nữa mình sẽ hộ anh này anh đặt cống xong, sau đó là đi lên phía bên trên kia thì lại có video chạy xe tiếp anh em nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đổi camera đầu vào ra kia cùng với lại anh chủ nhà các bác. Đó, mình sẽ cùng với lại anh chủ nhà là cho cái camera nó lên một tí. Đó, tầm này nhá. Cùng với anh chủ nhà để hạ cái cống, đặt cái cống thôi. Thì cái cống này nó sẽ có hai loại cống. Một cái loại cống loe này là cái cống này nó yếu hơn, nó không phải chịu lực. Đấy, còn cái cống ở phía dưới này đang cẩu lên đây này, nó là cống chịu lực anh em nhá. Đó, thì bây giờ nó đang có đất. Cái này có xà beng, mượn cái xà beng. Anh bảo chị thì lấy mấy cái vỏ bao để tí nó cho vào những cái môi nối đấy. Đấy, nào có kéo lên nào. Đó. Vâng, cho cái vỏ bao vào nữa, không lấp đất thì mình nó không lấy vào. Nó vào sát đấy cũng được mà, bởi vì sau này ngoài này nó mình đỡ phải đấy, đỡ phải di chuyển nhiều. Chị ơi, chị về lấy ít vỏ bao để đặt lên cái nối này, cái bao mình bao tải của mình ấy, để mình đặt cuốn qua cái nối này để lấp đất đi cho nó khỏi. Cho nó khỏi vào ấy, không thì lên trên chỗ họ cắt xi xin lên mấy cái. Thế mình đặt lên đây mình lấp đất cho nó. Đây còn một cái, thế này có một cái nữa các bác nhé. Đây này, chỗ này nó hở đây. Cái này có xà beng thì bắn nó skid vào được thôi. Nhưng mà anh chủ nhà anh bảo là không cần, không cần phải là skid. Múc lên luôn. Đón luôn vào gầu đi, xúc lên xong rồi sóc sóc cho nó rơi ra luôn. Chứ còn mấy ít ở đầu rồi. Ôi xẻng. Đúng gọn à? À, xe bê tông ở phía trên kia nó đang đi. Đúng gọn vào xe bê tông. Đó, vừa rồi thì mình đổ hai xe đất ở phía trong này các con này. Đổ đất xe này, chứ ngoài này có dây điện này. Khi mà lên đen là phải hết sức cẩn thận anh em nhá. Đó, đây. Mình để đất ở phía trong này này.
Vâng. Đây là, đấy, cái này phải cho cái cuốc cái xẻng vào, bắt đầu lôi ra. Đây là cái xe trộn bê tông. Trong cái bồn này nó có khoảng 1,5 mét bê tông anh ạ nhá. À, một khối rưỡi bê tông. Được, được. Đó. Anh nhìn anh em thấy anh em anh có dương đôi dép đẹp không? Được, thì được. Nè. Hả? Chắc em vẫn còn nhỉ? Chú mày có vẻ thèm nhỉ? À, ra nè. Mình sẽ lùi lại và múc luôn cái cổng này lên đây nhá. Không cần ấy đâu anh ạ, bỏ dây á. Anh bỏ dây á. Em đặt luôn bằng cầu này luôn cho anh. Bây giờ lại chỉnh bằng tay là nó vào đâu nữa là chỉnh bằng tay nữa thôi là xong. Không cần phải dây. Lên vay của chú một hai cái, thêm vay thêm một cái dây kia nó xong đặt cái ấy để dưới. Vay tạm một cái, mai kia lại mua giả chú. Đặt một cái dây vào đây nữa xong lấy cái mỏng. Thế là bây giờ mình vay tạm một cái dây đấy. Thì cái cổng của mình là nó có cái dây đấy thì không sợ nó vỡ. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi lên trên kia để cẩu cái đẹp, cái ống đẹp kia nha các bác nhá. Đó, cái này nó gọn mà. Có trong có người không? Mình sẽ lấy một cái cống đẹp ở chỗ này. Xong là mai thì anh kia anh sẽ đi anh chở về cho. Không, em lái là không cần dây. Chưa. Này là nó lọt vào gầu này thì mình múc lên nó sẽ được này. Phía trên nó có dây điện anh em nhé. Ở trên này chỉ lấy cái cành nó đủ. Ai
ạ. Cho cái dây vào bảo cho chị buộc vào cái kia cho. Cái kia nó mềm. Cái đấy không cho vào cầu được. Cái dây ạ. Đứng như thế này chỉnh mới dễ anh em nhé. Ở trên chỉnh thì nó hơi khó. Múc lấy một đường để cho cái rãnh này nó sẽ có một cái đường rãnh. Lát nữa mình đặt cái cống kia vào là nó sẽ bằng luôn. Đến là tiếng cổng này. Giờ mình sẽ lên để mình lấy cái cống ở đây. Cái cống này thì nó mỏng hơn bao nhiêu, nó rất là mỏng luôn. Chỉnh bằng cầu luôn. Ok anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đi để lấp đất, nhưng mà chờ cái xe bán tải này nó đi qua đã. Xe máy nó đứng ở kia, nó phét ở kia. Ok anh em nhé. Cho cái đất mùn mùn này vào cái giữa hai bên. Như vậy thì nó sẽ chia đều ra được hai ấy luôn. Đều ra được hai bên cống. Đó. Đó. Đấy, như vậy thì cái cống nó sẽ không di chuyển nữa anh em nhé. À,
vào đây để mình đường lên. Đây có cái cục bê tông này, cục bê tông này cho đi ra ngoài. Cho cái đất xuống đây thôi, cho cục bê tông của nó là nó hay bị hỏng cái ấy lắm. Vỡ cái cống này nhỉ. Cái lỗ kia thì để cho sau này nước nó sẽ hứng ở đó anh em nhé. Người ta sẽ để nước ở đó. Ok. Dàn luôn cái gậy kia vào. Cống ở dưới này là cống dày thì nó sẽ mình sẽ yên tâm hơn anh em nhé. Cống ở trên này đó là cống mỏng, có một cái trên đầu này nó là cống mỏng cho nên là rất là yếu luôn. Thừa thì lại quăng ngang kia rồi. Nào nào tới lúc mình chở vét lại cái mương bên kia. Hơi bẩn đi thôi. Chỗ này sau này cái đường nó nâng lên mà. Chỗ nào nó vét xuống thì nó đổ bằng, còn chỗ nào ấy thì này là nó nâng lên. Nó bằng như này là nó nâng lên. Nó vét xuống thì nó đổ bằng. Tí tí này là chụp lục và xử đấy. Làm được như này sau này nó đỡ phải lo. Kể cả bọn cống mới kia thì nó moi thì moi không thì nó vẫn cứ để cái cống này nó cứ tràn qua mà đi qua. Mình tính nó quen sớm thế. Bụi đất đi ơi. Bụi đất. Tí nữa còn chở đất nữa cơ. Chỉ cứ bình tĩnh. Cúc mẹ. Rồi, sau đít này, tí nó lại nát hết đèn. Ôm và à phải nhặt để lấy thì chả lấy vứt lung tung. Anh cho chú về sửa rồi đi.
tiền anh mua xe khác. Cho lấy ngày cái gì rồi. Xe khác. Tiền anh mua xe khác. Bỏ anh lấy tiền của anh đi. Đó, ra đây đúng mép rồi luôn. Con sếp thì sao? Nó không có dân thường đâu. Chỉ đạo. Vâng.
Chú đạt công, anh mới được 5-6 công. Ông không đạt công lúc này không đủ tiền trả nợ, quan trọng phết đấy. Đeo mắt. Nó trêu mình, hôm nay mình mong còn nó có được đó. Mà dí này làm sao nó lở không tắc cống được? Phải để thì nó mới tắc được chứ. Bây giờ nhỡ mình làm nó đổ cái cổng thì anh mới có cổng mới chứ. Làm như thế nước nó lại trôi vào đấy. Làm cống phải để nước không trôi vào nó mới là nó mới đỡ bị tắc được. Anh xuống gót cái mùn mùn lên và cho vào cái đầu ấy. Để anh đánh ra san san qua cái góc kia cho anh Phan nhé.
Đây em ơi, xong rồi em trần cho anh. Vâng vâng, lấy chân lên đây. Tí nó ủn ủn cái góc này này. Cho vào cái góc này. Ơi. Tụ. Đấy ạ. Cho vào góc này. Chỗ nào chỗ đây á. Bây giờ mình sẽ đi để mình tránh ra quá nhá. Để em Hạnh em ấy vào kia em làm. Đây tránh đây. Ok, đâu đây chờ các bác nhá. Video của mình nó bù 30 phút rồi, mình xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại mọi người video sau nhá. Ok, thôi chào anh em.